Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp tục cho các bạn cái dự án con Metaverse Genesis. Đây là một cái dự án có ký hiệu là MTVT, có phát khoảng 50.000 token, 50.000 USDT. 250 winner sẽ chia sẻ khoảng 250.000 MTVT. 2.000 random winner sẽ chia sẻ khoảng 200.000 MTVT nhé. Đây là một cái dự án mà chúng ta sẽ chat ở trên làm ở trên nền tảng glam.io. Hôm nay sao mình toàn nói lẫn đấy mọi người. Chúng ta làm ở trên nền tảng glam.io mọi người nhé. Bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký cho mình một cái tài khoản nhé. Vào thì nó hay đánh captcha lắm mọi người. Chúng ta sẽ phải vượt qua captcha nhé. Còn 2 day nữa là kết thúc rồi. Các bạn nào mà chưa tham gia thì mọi người tham gia nhé. Vào đây mọi người đánh tên email cũng như là các bạn dán ví BSC vào đây cho mình nhé. Tích. Theo dõi cái dự án này. Đây. Ở trên Twitter nha mọi người. Mới thơ mất. Mọi người ấn continue. Cái này thì là Telegram Share with my friend, your friend, tức là cái chia sẻ link đến bạn bè của bạn và nhận được thêm token. Cái này thì là Flow này. Con này là Medium. À không phải, LinkedIn. Đây mọi người ấn following nhé. Các bạn continue. Cái này thì con follow cả cái này nữa này. Cái nào follow rồi thì thôi mọi người nhé. Follow rồi. Hình như là trước mình chatbot hay sao mọi người. Visit. Visit. Trên này là chúng ta flow Twitter này. Cái này chưa flow luôn mọi người. Bạn nào mà flow là nó tích V luôn, mà nó không flow là nó chưa tích V cho mọi người luôn. Là chúng ta sẽ phải theo nha mọi người nhé. Đây các bạn ở flow, quay lại mọi người ấn continue. Dưới thì chúng ta retweet một bài viết ở trên Twitter. Chúng ta cứ chờ một ít là nó sẽ hiện ra cái link bài viết nhé. Đây. Các bạn ấn retweet. Mọi người ấn continue nhé. Cái đây thì chúng ta thể theo dõi một cái group chat này. Ấn continue. Tiếp tục một cái group này nữa. Ấn continue nhé. Ok chưa? Chúng ta sẽ lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia mọi người nhé. Twitter, Telegram thì mọi người ấn vào rồi. Đấy, vào đây thì chúng ta ấn join một cái nhé. Đây. Ok chưa mọi người? Đấy, nếu các bạn muốn đọc thêm thông tin thì mọi người có thể vào cái phần Metaverse. Nó vẫn là một cái dự án về game play to earn mọi người nhé. Đấy, bạn nào mà chưa đăng ký cái dự án này thì mọi người nhớ đăng ký và làm theo hướng dẫn của mình để nhận được token free mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.